Xin chào quý khách hàng Hôm nay thì Mr. Midas MR12 Có hàng về nha mọi người Sau một thời gian đứt bóng Không có một em nào luôn Gần như là 2 năm Thì lô hàng này bên em đã đặt bên công ty Hoàng Bảo Khoa Tính ra là cũng gần 6 tháng rồi Thì hôm nay nó có hàng về ha mọi người Số lượng nó về không có nhiều Thì em đăng video lên Để những quý khách hàng mà đang trông chờ cái em này Từ bữa tới hôm nay cũng khá lâu rồi đúng không Thì hôm nay hàng về thì mình tranh thủ Mình hốt liền ha mọi người Để vài bữa nữa nó hết như XR bữa trước Đợt trước thì có về một lô XR12 thì em về đâu đó cũng được ba 30 con Thì tích tắc là khách hàng người ta cũng ôm hết Thì khi nó hết hàng rồi thì rất là nhiều khách hàng lại gọi tiếp Hỏi yêu cầu là còn hàng hay không Thấy đăng video mới đây mà sao hết lẹ vậy đúng không mọi người Nhưng mà em đăng video này thì em nghĩ rằng nó cũng đi rất là lẹ ha Thì cái con này giá hiện tại nhà phân phối giao xuống Sẽ có giá là 12 triệu 960 ngàn làm tròn luôn là 13 triệu cũng được ha mọi người ha thì tiền ship cộng vô đó cũng mấy chục ngàn đúng không mọi người thì con này trước đây thì nhiều khách hàng đang băn khoăn cái con này so với lại XR12 thì không biết con nào hay hơn thì khẳng định với mọi người luôn cái con Midas nó hay hơn ha mọi người ha nó hơn cả về phần cứng cũng như là chất lượng thì phần cứng ở đây là các cái rắc đầu nối này nè tất cả nó đều sử dụng rắc của Newtrick chính hãng ha mọi người ha và cái chất lượng tiếng của nó mang lại thì nếu mà so với lại XR12 thì mình mình thấy rằng cá nhân em thấy rằng thì con này nó hay hơn. Nhưng mà nó hay hơn bao nhiêu thì không có cái thước để mà nó đo cụ thể 9 điểm 10 điểm ví dụ vậy không có thể so sánh được như vậy ha mọi người ha. Có một tình huống nữa là những khách hàng đang băn khoăn là không biết cái con mixer MR12 này so với những cái em vang số cao cấp có mặt trên thị trường thì cái con nào hay hơn. Thì em cũng xin khẳng định với mọi người luôn, tất cả những vang số em đều có bán này. S800, S900K45 Plus, S690 Pro, uh, JBL KX180A bla, bla bla bla. Nói chung là những sản phẩm vang số em có mặt ở đây. Thì em thấy rằng là không có con nào mà có cửa ăn cái con XR MR12 này hết. Nó không có cửa so với lấy XR thì đừng có nói gì mà so với lại Midas ha mọi người ha. Thì con này nó có cái gì hay? <laughs> nó có cái gì hay đúng không? Thì uh, quý khách hàng nào mà xem kênh Âm thanh số trí tâm của bên em á, đặc biệt là những video gần đây á thì mọi người xem lại thì mọi người sẽ thấy được cái con này nó có cái gì hay ha cái hay đầu tiên á, là cái tiếng micro của nó không có vàng nào không có con vang số nào có thể so sánh được cái tiếng micro so với con này ha cái thứ hai á, là cái effect con này nó có tới bốn cái effect lận nhưng mà riêng cái phần reverb của con này thì chưa có con vang số nào có thể phê bằng con này ha và đặc biệt á, là những cái effect của mixer của mọi người là nó không có bị nhạt đè ha còn đa phần những em vang số thì tùy dòng nói thì cũng nói tùy dòng nhưng mà đa phần thì nó sẽ bị đè đó thì lặp đi lặp lại như vậy thôi con này thì giá nhà phân phối giao xuống là 12 triệu 960 ngàn làm tròn là 13 triệu tính luôn tiền ship ha mọi người ha khi quý khách hàng mà có nhu cầu lắp đặt hay là setup gì đó thì cứ liên lạc trực tiếp lại cho em ha mọi người ha rồi bây giờ thì mình sẽ lướt qua những sản phẩm mà có mặt trong ngày hôm nay nè đó cũng là Mr. Midas con này là 12 like nè mọi người để đứng từ xa cho mọi người xem con 12 like chờ chút siêu đúng không con này 12 like chà bá lỡ luôn đó mọi người con này là 7 triệu rưỡi con này thì giá bán lẻ là 8 triệu rưỡi cái con này nè là DB acoustic Model ở đây em zoom cho mọi người xem đâu rồi đây đây mxf12 ha còn con này là con Midas DM12 con này 12 like con này không có effect nha mọi người có nghĩa là mình phải dùng effect rời hoặc là mình lấy con văn số làm effect rời mình mới chơi con này con này cho chất lượng tiếng không có chê ha mọi người ha. Midas nó bán toàn thế giới mà chứ không phải nó bán giòn trí tâm đâu nha mọi người. Còn đây là hàng Trung Quốc, nhiều khách hàng cái hay hay gọi là dị ứng với lại mấy cái hàng của DB Acoustic á, này em thấy hết sức vô lý ha mọi người. Thứ nhất á, đây là hàng chính hãng. Chính hãng mặc dù người ta đặt ra hàng Trung Quốc hay như thế nào em không cần biết. Cái vấn đề ở chỗ là mình bỏ tiền ra mình mua sản phẩm mà khi ví dụ nè, ví dụ như em đóng cửa em nghỉ thì mọi người có thể ôm cái sản phẩm này đi bất kỳ một cái đại diện nhà phân phối nào của DB Acoustic đều bảo hành ha. Thành ra nhiều khách hàng cứ so sánh hay comment trên kênh là so sánh với hàng nội địa Trung Quốc gì đó. Em chẳng cần biết nội địa là nội địa nào. Đó, thì nói nó hơi lan man chút xíu thôi mọi người ha. Thành ra mình tin tưởng ở đâu thì mình mua hàng ở đó. Bên em bán là à, sản phẩm tất cả những sản phẩm bên em bán ra đều là hàng chính hãng. Có nghĩa là gì? Có nhà phân phối, có công ty, có đại diện ở đây bởi vì tiền mình bỏ ra là không thể nào mình bỏ ra như tờ giấy được như em bán hàng em đóng cửa hoặc là cái ông abc hoặc là cái đại lý nguyên cái đại lý miền nam đóng cửa thì vẫn còn miền bắc bảo hành cho mình nên mọi người hoàn toàn yên tâm ha mọi người ha đừng nghe người ta dụ tầm bậy tầm bạ như con này thì em thấy giá nhà phân phối giao xuống là tám triệu rưỡi nè con này là bảy triệu rưỡi con này có eco river có effect có tài le luôn có bluetooth luôn có usb nói chung là có đủ thì tùy người thích thôi, còn so về chất lượng tiếng thì con này nó hay hơn, đó em nói thẳng ha mọi người ha. Con Midas nó là hàng tầm cỡ quốc tế chứ không phải là đồ chơi đâu. Nó bán toàn cầu mà, đâu phải nó bán cho mỗi trí tâm đâu. Còn con này thì không thể nào bằng được con này. Đó mặc dù nó đắt tiền hơn, đó mình có sao nói vậy, công bằng ha mọi người ha. Rồi, tiếp tục sẽ là những cái sản phẩm mà à, những sản phẩm này đi. Mọi người thấy cái con này em chưa kịp đăng YouTube đúng không mọi người? Mà khách rinh rồi đó. Em lại bán hàng có duyên với lại RCF lắm. Những sản phẩm RCF như hôm qua em đăng trên kênh Youtube á, mọi người thấy Thì cái con NX910 á, em vừa mới đăng lên là cũng có khách rinh rồi Con này em chưa kịp đăng nha mọi người Nhưng mà anh Đức ở Hà Nội là anh đã ôm rồi nè Sẵn tiện bây giờ em để lên đây em sẽ test sơ nó Để sáng ngày mai cũng đóng gói gửi lên cho khách luôn Đó mọi người thấy cái con này chưa bao giờ em đăng lên Youtube là thấy chưa ART72A Con này Bass 30 1400W 129dB con này bass 30 mà nó lại nhỏ tiếng hơn cái con bass 25 ngàn qua mọi người thấy không? Con bass 25 ngàn qua thì nó là 130 dB ha. Rồi tiếp tục lại tiếp tục một cái em hàng siêu hiếm nè mọi người. Con này là phải dùng từ siêu hiếm ha. Tại sao siêu hiếm? Tại vì giờ nó mới có hàng chứ trước đây cả tháng là không có hàng. Con này là ngày hôm nay luôn nè mọi người. Em zoom to cho mọi người xem á, SLD đầu beta 87A. Đấy. Công ty mới giao tất thì cho em luôn đó còn bộ duy nhất là không có bộ số 2. ha hàng dự án còn dư ra đó đây đầu cái bộ này thì giá em thấy rất là mềm chơi gia đình chơi cái bộ này nó thiệt phê lắm ha mọi người ha bán hàng mà suốt ngày cứ cái gì cũng phê lắm ha mọi người thì nhiều khi nó lại không có khách quan đúng không mọi người nhưng mà những cái sản phẩm của bên em bán ra toàn là nó mắc tiền không à làm sao mà không phê đúng không S lại D nè trời đất cơi cái dòng này mà không đầu beta 87 mà không phê nữa thì cái con nào mới phê đúng không mọi người thành ra mình bán hàng á khen nó cũng phải đúng chê cũng phải đúng nó đúng không mọi người rồi đó là hai sản phẩm ha đó như cái dòng này em mới nói rõ ràng mới khen khen con này hay chê con này không hay bằng con này chứ không phải là nó dở ha mọi người con này thì cho chơi gia đình thì em cũng có set up cho nhiều khách rồi em thấy cũng ô oh, kê okay. đi show thì em thấy cũng được chứ không đến nỗi là tệ ha mọi người ha con này nó có nhiều cái hay lắm nè đây cái hay đầu tiên em cho mọi người xem nè nó có 48V phan tông từng kênh riêng biệt nha đó từng kênh riêng biệt muốn mở cái nào mà chơi cái đó đó thấy chưa con này em thấy nó rất là hay mà những cái con mixer khác nó không có em lấy ví dụ như con này mở phát một lên nguyên bày luôn có nghĩa là cái nào cũng có phan tông 48V hết hình dung mọi người đó nó có một cái nút chung đây nè những cái bật đây hết là những cái thằng ông nội nè lên 48V hết ha đó là cái sự gọi là cái sự khác nhau cũng như là cái chất lượng tiếng mang lại thì em đã trình bày rồi ha thì nhân vật chính của mình trong ngày hôm nay đó là cái em Midas MR12, con này có hàng về, số lượng thì cũng không có nhiều ha mọi người ha, thành ra quý khách hàng mà có nhu cầu mua sắm, tranh thủ, ủng hộ âm thanh số trí tâm của em liền nha mọi người nha. Còn cái con RCF này em bán cho khách rồi nha mọi người, em bán cho khách là 37 triệu đồng, bao gồm phí ship tặng cho một cặp dây canon dài 7 mét ha mọi người ha. Rồi cảm ơn mọi người đã xem qua video clip này. À thấy thích thì cho một like nha.